Ok, xin chào. Quay trở lại với Stranded Deep tập thứ 5. Rồi trong tập này thì mình sẽ đi tìm một hòn đảo khác và chúng ta sẽ xây dựng một, nói chung là một cái ngôi nhà, một nơi chốn để chúng ta định cư, cũng có thể sinh tồn. Sẽ sang cái hòn đảo ngay bên kia. Hòn đảo bên này thì mình cũng vừa lượn vòng này. À, xem qua rồi thì hơi ít cái gỗ, như cây gỗ ấy, hơi ít cái nguyên liệu để chúng ta có thể làm cửa. Nguyên vật liệu nó nói chung là khan hiếm. Ta sẽ cả sang đây thì hy vọng có thể là ra thì còn ở bên kia thì đất bên này mình thấy là nó khá là rộng hơn. Nó cũng chưa chắc là rộng hơn hay không. Rồi gần đến rồi. Thì trước khi làm cái video này mình đã cũng là chạy vòng vo xung quanh khắp các hòn đảo. Trên đường mình đi qua thì mình đã lụng được khá khá nhiều cái thẩm nguyên vật liệu liên quan đến xây dựng nhà cửa, liên quan đến vật liệu xây dựng rồi. Thì bây giờ mình sẽ nói trên hòn đảo này mà có vẻ như đất bên này khá nhiều cây cối đây. Chúng ta có thể thoải mái. Ok, đây đẹp đấy. Đất này cũng khá là đẹp, tức là địa hình nó không quá là kiểu như là lồi lõm hay là đây gỗ cây dừa bên này cũng khá là nhiều. Khi chúng ta xây nhà cần khá nhiều vật liệu gỗ, chủ yếu thì mình đã chuẩn bị sẵn vật liệu khác rồi, nhưng mà giờ mình xây đây nhá. Ta phải tránh những cây này ra này. Cây này không thể chặt nhưng mà nó là một dạng địa hình không thể đi qua được. Cái khó đó mà mấy cục đá chết tiệt này. Nói chung là xây nhà tìm cái nào chọn được đẹp tí xây. Thôi được rồi, sang bên này đi, mình thấy bên này bằng phẳng thôi. Ủa, kia có một hòn đảo phía xa kìa. Ok, mình xây bên này. Rồi trước tiên chúng ta phải bóp cái đầu trên này xuống đây. Mình đã chạy xung quanh những hòn đảo và lựa chọn những cái liệu khá là ngon để chúng ta có thể xây nhà rồi. Bây giờ bỏ hết ra. Đó, rất nhiều steel. Mình cứ đi qua một hòn đảo mà ở đó rất là rộng lớn. Chúng ta có thể làm, bạn có thể tìm thấy, nói chung là nó cái ship này thì mình có thể tìm thấy bằng cách đơn giản là mình cứ đi thì mình gặp thôi. Cái con đảo nó lớn lắm mà mình không biết, là mình không chắc là cái ship khác nó có thể đi hay không. Ship ở đây ám chỉ là một cái mã thế giới nha, một cái mã cho mỗi một cái world này, một cái map của khi chúng ta tạo một cái new game ấy, thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái ship, chính là một cái vua mới. Rồi mình sẽ mang cái đồng đèn ra đây, bỏ xuống thế này để đảm bảo đủ sáng khi trời tối. Rồi đất đai này khá là rộng rãi. Chúng mình sẽ bỏ qua cái khâu là chuẩn bị những cái vật liệu này rồi. Bỏ đâu bớt cái đống đồ ra rồi, nhìn nhiều quá. Chúng ta sẽ bắt đầu thịt cái cua này, đấy là mà thực phẩm dự trữ. Một khăn nước quá rồi. Chắc chưa cần ăn đâu nhỉ? À, phải thêm một tí phút đi. Mãi gần này.
nhìn nó nảy lên này. Rồi, gặm vào cái cùi dừa. Trong này mình rút kinh nghiệm là tìm hòn đảo ở phía xa xa mấy hòn đảo lớn, nên là cái FPS được cải thiện hơn rồi, không còn tình trạng là tụt FPS trong cái tập là làm cái gì nhỉ, cái bè đó. Sau đó mình giật, mình xem lại giật kinh nghiệm luôn. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm một cái campfire trước, làm một cái cam lửa trước. Mình chặt bớt mấy cây đi thì làm nhà bước. Sau khi suy nghĩ lại thì mình sẽ quyết định làm bên này nhưng không làm ở cái bãi kia nữa. Bãi kia thì mặc dù khá rộng nhưng mà lại nằm ở khu vực thủy triều lên xuống kìa, hơi bất tiện. Trong khi cái bãi này thì ta có thể chặt mấy cây dừa này đi thì ta sẽ chủ động hơn, Và mình sẽ làm một cái campfire. Nhà sẽ xây khu vực này này. Cái file đặt đây đi. Ok, là một cái kiên linh. Thiếu stack rồi. Cái này chạy quanh đảo để luôn. À thôi, chặt cái này đang là chặt và chặt. Đào stack. Về chúng ta làm cái nhóm lửa đã. Cái gì cũng cần phải cần có lửa mới giải quyết được. Ok. Ok. Để mở tiếng nhạc lên. Đỡ chán mà, để ý mới tập trước. Cái gì mà tiếng nhạc này chơi quá buồn. Sau khi xong cái campfire của chúng ta có lửa rồi thì làm một cái lều để mình có thể lưu vào đã. Cần những cái lá dừa kia và mỏ gỗ đằng nào phải chặt cây đi thì mình sẽ chặt hết những cái dừa. Chặt dừa này. Thiếu mấy wood stick này. Rất đơn giản cái này. Mưa được.
sạch thoải mái, đầu nó ngọt uống viên đá. Nhưng để xây nhà chúng ta cần có một phần đó là cái tool hoặc là hammer, là cái búa, và để xây đạo mới cần một phần đá. Xong còn phải làm thêm mấy cái nước này, cái đọng nước này, hoặc cái thiết bị đun nước sôi này, water distiller, nó sẽ đun nước biển, đun nước biển lên và nó sẽ hóa hơi nước bên trên, hơi nước ngưng tụ lại đọng thành cái nước ngọt này, nó sẽ chảy xuống một cái xô khác. Nhưng hệ thống này là khá là phổ biến trong những cái phi thường khác. Thế rồi bây giờ mình để ý là chặt là phải nó vỡ cái cây này, gốc cây này nó không thể được. Khi làm đi xem một tí nữa mình xây nhà xong vừa mới gốc cây rồi. Ok, hammer là chúng ta có xây nhà. Đây, những cái thép này rất là ngon. Chúng ta xây được những cái móng này. Xong mình có thể xây được một xem cái không? Khúc dừa này, xây được. Ai? Xem là để sao? Chúng ta cái tầng bên trên này, mái nhà này. Đây là cảm giác đường sắt này, à ngon. Thế này mới làm tường ghép. Watch, mình sẽ làm cái này ghép collection. Toán di chuyển sang trái phải được ổn nó được. Nhanh thấp xuống. Yes. Mình tính toán rồi, mình phá đi. Thành cái gì đấy? Đập lên thì nó mới thành được. Nếu cứ nền tôn mà đập không có thời gian nha. Ôi, đáng cái tôn này mình làm mà hết. Này chỉ là một nền gỗ thôi. Tôn này mình nên làm một nền xây tường hay là vách để tôn. Tôn lực xây hạt này. Đã sẽ đập. Tính nhạc hơi to rồi.
rồi, nó chỉ là tiếng nhạc nó nhỏ bút. Ok. Làm nó đèn sắt nữa, à đèn nào. Đèn gỗ đi vải nha. Walking on a straight line through the madness. Everything around me, oh, it fades away. Đèn lồng lantern, đèn hải đăng với ra đây, cái đèn biển quên rồi, xây dựng được rồi. Cái này như vướng cái gì phải. Này phải đứng gần tí. Có lẽ mình sẽ cho đi ngủ. Ok, thế là khả năng đủ. Đây là một cái nhà mini được. Ngon rồi. Nhưng mà mình sẽ không dùng cái này đâu, mà mình sẽ phải đi chặt thêm gỗ. Làm chặt thêm gỗ để làm nhà. Làm nó cho tiết kiệm. Chưa làm này mà làm bằng cái sang quá. Ví quá, mình làm hai mấy món cột à. Thế thì chỉ làm tường là đẹp thôi. Đồ quá. Có cả tiếng xe cộ nữa, dẫn tiếng nhạc của trên game nó ồn ào. Ok. Rồi, cho bay cây dừa đấy luôn đi. Ủa? Xử lý cây dừa này. Nó giống một quả là kìa. Rồi, ok. Online rồi.
nó sẽ là tiếp tục. Đây là một cái cũ này cho nó kinh tế. Nó làm cho đúng lửa được không? Ngon. Hay là cháy luôn à? Lấy cái này ra. Đồ gì cũng mất công làm nhà, làm cho nó rộng rộng một chút. Đây này. Chặt cái này đi đã. Đây một cái. Ao gỗ ghê nhỉ. Chúng ta thiếu rồi. Ở đâu? Còn 5, 5 rồi đấy. Rồi đây một cái, hai cái đây nữa là. Đã đập. Đập cái móng nhà đã. Thực ra thì cái này tùy địa hình chúng ta xây nhà thôi. Mà mình muốn tận dụng địa hình đây này, mình muốn xây để ôm nhà, ôm vào cây thông là nhìn khá là đẹp đấy. Đoạn giữa đây không thể xây được bởi vướng cây thông này. Rồi cái này đập thì rất nhanh, nó không như cái giống tôn tiếp linh tinh này. Nó hỏng mất rồi. Nhanh nhỏng vãi. Sử cái thông một con đi. Pai chi. Ok, ta phải cần này. Ba hòn đá. Đủ chưa? Rồi. Ngon. Rồi. Cơ bản là cái nền nhà rồi đấy. Có dừa nãy mình vứt đâu nhỉ? Vãi bây giờ lấy sao? Cái bó này cạn trà nó. Đúng rồi rồi. Kinh, làm qua đêm luôn. À, trời mưa quá. À, nhân vật cũng có thể bị ảnh hưởng kiểu như là trời mưa này, nếu chúng ta dầm mưa quá lâu nó dẫn đến tình trạng là cái máu này, cái trái tim này kiểu như tình trạng sức khỏe nó sẽ bị giảm xuống như kiểu bị ốm ấy. Đó, xem nào. Chúng ta làm nốt hai cái móng này, sau đó mình sẽ tính đến làm một vài linh tinh khác. Giờ mình sẽ đi chặt gỗ. À không, đi xếp vào nằm gỗ đã. Sau đó chặt gỗ sau. Now it's time to chặt gỗ. Đụng luôn đấy này.
Ồ, kia có một con tàu mình chưa vào cả, quên mất. Đã lên đảo mà chưa lượn lờ xem xung quanh nó có gì không. Chợt có con rắn này, cái cha nó đi, không động vào nó thôi nó chả làm gì mình cả. Ngon mấy cái xuống nước này. Trùng hết mấy cái xuống nước đây. Rồi, nhặt cây số gỗ này. Fuck, tránh nó rồi, nó ra nó mổ mình như con bích này. Ván gỗ. Ngon cái búa. Lấy luôn cả cái dương luôn. Được luôn cái búa này dùng đập nhà, xây nhà rất ngon này. Đây. Mới đấy là ăn vào hồn rồi. Trời lại tối rồi. Ok. Ra đây và ném mấy cái đống gỗ xuống đây. Cái này chính là súng pháo hiệu của sáng này. Dùng cái búa này dùng ngon nhé. Rồi đập nốt cái đống móng nhà này này. Đây này. Rồi đây. Ngon, 4 phát xong luôn. Ok à, lấy cái đèn này vào. Đó, để đây cho nó sáng. Đây này. Mình sẽ làm luôn, tiện làm luôn một cái lối nhỏ sau này sẽ dẫn ra ngoài, một cái cầu tàu dẫn ra ngoài biển. Thế không làm được rồi. Thôi, bỏ qua chỗ này. Ok. Rồi xong cái phần móng này rồi. À, tiếp theo ta sẽ làm cái vua trên cái tường. Vua đây thì nguyên vật liệu ta có khá là nhiều cái tường ấy ngon này. Xem là tường cái tôn của bao nhiêu đây. 42.
từ đã. Đây mình sẽ làm hành lang, đúng rồi, hành lang kiểu như lan can ấy. Rồi tầng trong nhà thì ta xây như này. Đây này, đây có một cửa, đây sẽ là một cái cầu thang con đi xuống. Cái này sẽ là những cái kiểu như hành lang. Chúng ta đi ra ngoài và mình xây thêm một lượt này nữa. Nhà thế rộng nó mới sướng. Ok, mình sẽ kết thúc cái tập này ở đây. Nó khá là dài rồi. Xin chào.